ໂລຈິນາໄຊໂຊບີ້ໄປໂຊຍດີມາປັນໂຕລິນແນ່ດີເບຍາມາဖြစ်ပါတယ်. ອໍລາເລີຍອຸພີແມ່ອເລຊັນເລີຍໂອຕະຊັ້ນໃນແມ່ມີມີປັນດູລີແນ່ອາຄາມາດີປໍອະຈີ້ຊິເຊີຍຢູ່ລະດີວ່າດີນິຍາມມາເນາະປໍອະຈີ້ຊິເລີຍໂລຊິອະນາຊັດເລີຍໂອຕິຕັດຕັດແມ່ຍາວ່າແດ່ດາຈາມໂນປໍອະຊິອະຈີ້ຊິຢູ່ລະໄຂຂາຍາຜິດວ່າແດ່ປັນດູລີດາໂອເນາະແມ່ຍາຊິໂລຊິແມ່ຍາປູກ້ອງດາບໍເນາະ ပဒုလိရာမများချင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအမြန်အမြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။နေစလေးကိုတစ်ချက်နိုင်မယ်။ဒီစပင်နာလေးတွေကိုတော့အရင်အဖျားကြီးတွေရအောင်မလုပ်ပါဘူး။ဒီမှာအဖြူရောက်ကလာလေးတွေဝင်ပါနေလို့ရှိရင်တော့တိတ်မလာပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲကြည့်ပြီးပြီးတော့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိလုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာတည်တည်တက်တက်လေးအနားတက်အနားစက်လေးတွေကိုတည်တက်အောင်တော့လိုက်ကျင့်ပေးပါ။ ဒီမှာတော့အကျန်းအဖြစ်လုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ခန်းစာအရင်ရှည်တော့လို့ရှိရင်တော့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အကျန်းအဖြစ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမှားလို့ရှိရင်ကွန်ထရိုးအော်ဒါဇက်နဲ့ပြန်ခေါ်ပါ။ဒီလိုမျိုးစပိတ်ဘားကိုဖြည့်ပြီးတော့ဟန်းပုံတည်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်လူတင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်။အော်ဒါလေးကိုဖြည့်အလေးဇက်လေးကိုတစ
ô tô xe này về vá. Sao mà nó sống mà nó sống về rồi đó chỉ có mày lấy bia vào đấy tôi sẽ lấy chuẩn bị mày rải cái ly thau mày mấy sẽ lấy chén phải làm ở đâu quán nào về vào mày đi à đi u đi à bia có bị cái bộ quần còn thua chiều này lấy nhà vào đấy bây giờ bộ nhà lúc mày về thau mày cả là thế bộ đoàn đi à đi u đi đi à số lấy cả là hôm nay ok hôm nay vào mày bắt buộc phải đi đâu bia vào lấy uy về mày ok hôm nay mày cả là hôm đi à ở bộ suy xả vào mày đã suy nó tôi cả là lấy được đồ vào bì tu lấy ở đây con ô bao mà khi bà đấy lấy ở đây machine này phải cho em ấy ngồi này bao ok ngồi này lại bao lấy ở bao cũng bị sốt chứ nhỉ đi mà em ấy thấy machine này khá bị size lâu bị bám ấy đi mà nó quay quay dài thì bị bám ấy để cái lỗ mình bây giờ sẽ thấy mà đi này lấy mà mẹ biêu này sốt chứ nó đi này lấy mà mẹ thấy bị thà bám mẹ biêu này nó mới vào vú đi nhà má anh chưa có gì bị bám ấy ok ngồi này mẹ đã xong khá bị size thấy bị thì bà đấy khabe sai thì bị lo chuyện tôi stop qua bà mẹ cái bộ quả con thú ya ans là chẳng biết mẹ edit thì anh stop của mẹ stop thì mà lo chuyện này cả là liu của bé bà ok đi mà nó tu lao thà bà mẹ ok hôm nay bà control D này sẽ là chuyện kia bà và bây giờ sẽ stop qua bây giờ là sự lo chuyện đi mà bỏ phía đây cả mà này online đi ở đây phía lo ya ono thì stop đi qua bây giờ phía bà đấy stop qua bây giờ sự lo chuyện đó anh đi machine này để phải về để mà nằm bên nhà mà phía bà đấy lo chuyện này nằm ở đi nhà mà anh mẹ ta để được cụ bị lại bà cụ má zé zé lo gì lại mẹ ok hay ở đó mẹ như you sai rồi vậy mà phía bà đấy vẫn là hai mà nó cô lo chuyện này sai rồi vậy thì bà phô sinh sai phía đầu rồi phô sinh nhưng mà resolution là tông nhà in sẽ con xem bí bí rồi ok bữa nay mẹ đã xem phô sinh sai rồi đôi giày là vì tôi phô sinh sai mà nhưng mà bông thêm mà rồi phải ngồi được chết tôi mẹ ngồi ở đây ngồi được chết tôi mẹ ở đây thì anh bị rồi sorry ở đây thì anh bị rồi phiêu tôi mẹ phiêu thì mà đi nhà đi mà bắt đầu uy bây giờ mà phía bà đấy bắt đầu uy mẹ đi đi custom pattern thì à đi school vào lớp để xem này mà đi mà cô biết hà đấy mà ta này bông liu đi mà zen zen lớp biết hà đấy rồi đi cô này ba ok cô mà ta biết hà đấy bông liu này ba đi mà số bông liu này quên là ba bi mà cô đi lên này mà lô zen này hao phía thâu lại mà phía ba đấy sẽ là bên này mà nào thay đổi sẽ là bên mà rồi nó đi nhà lên mà sẽ để xem này thà bên ba này đã bị rồi đi mà đi này là anh ấy sao chơi rồi mà bị lại phá khi bố gọi đi đi ở đây mà đi này là mà đi làm nhiều bao lâu đi bao lâu còn làm như vậy nó đi này là mà quay của UV bé bá ok ở đây mà đã sử dụng chế độ biệt đó mà vì tu control A này sẽ là chuẩn bị lại bà con nó và bây giờ sẽ là chuẩn bị đó như vậy nó mục tiêu lên này lúc này này là chuyện mà
đi mà lúc trên này là lưu chuyển video bị soi control D này selection theo lại ba đa số lúc trên nó sẽ nằm bong lâu đã bị đau bám đi thì khi lúc được khu biểu trên mà này control or Z này biến số ba à biến số down khi mà số lúc trên nó thì khi bố bố delete ở này này nhà này thì edit này này bị đó Fruity biến đổi bị đó thì này mà white như này này nhà bạn này đã là nào đến đi bộ nó ok ở này mà đa số lúc trên nó thì mà chủ yếu biến đổi thì cái lúc đi này lên mà đi background chủ yếu như thế này đó chủ yếu với bộ là thế đấy đi mà cái lúc đi này lên mà anh nhau với như vậy thay gì lại bộ nó như vậy thay gì lại đi background mà đi move chủ bên này đi phong lưu select baby đó control A select baby đó move chủ bên này lên một chút gì lại đa số như đi mà anh nhau này anh nhau á tất cả bà lại mà bây giờ là sửa đi mà background color anh nhau phiền nên luôn ba, là xong rồi đi nhà lên mà áp chủ yếu lên ở dưới tháp bây giờ mà phiền phải đấy, ok ổn này mà control order zen này phiền khó lại, có bây giờ tụi khi mà sửa chuyện đó thì bố bảo delete này luôn ya đó, edit thế anh ấy biết rồi, fill thế anh ấy biết rồi đi nhà lên mà white ở dưới bên, ok ổn này mà đi anh ấy biết rồi phiền này ya phải đấy, nên là đi ở đó nhiều nhiều chỉ phải đấy, cô chạy này ta đi nhà luôn ya phải đấy, control E này selection bên mà move lên này lưu trên này là lưu chuyển máy hoặc là sử dụng nó cũng là chủ yếu phía đấy và cho là sử dụng trên thì mà background của chủ yếu như thế là phía đấy đó cô à yêu lấy được nguồn đấy ngang lại lâu chỉ là bây giờ cũng phía này là sử dụng nó thì mà background của chủ yếu này lên bên hàm mà phía bài đấy để cho lưu được sử dụng nó mà tiêu vào và cho một lúc trên bây giờ là phía bài đấy tôi sẽ là cái theo mà sử dụng nó control và thì hôm nay lại bác đã sử dụng nó sẽ là bộ lô bây giờ phía bài đấy tôi tính là sử dụng nó file cs thì nhà mà desktop USB desktop USB thì nó chỉ nó đi mà nó chỉ bắt gọi USB mà phía bên đấy đi mà nó thì nhà mà nó nằm ở đó luôn cho nên nằm lên bên bên nó cố tình cho nên nằm lên bên bên sẽ ổn lại còn là đi mà nó bây giờ sẽ đi phía mà phía bên đấy ok ổn này mà ta sẽ nói chuyện đó lúa đã sẽ nó còn lên lúa bây giờ về phía bên đấy tình hình nó lại lâu lâu còn nó sẽ về ra bao giờ lúa đã nói chuyện đó sẽ mình đi nhà rồi lên má sẽ bố cháu ngồi học bây giờ không học bây giờ mình nhận này mà đấy ăn một chút gì mà đấy